Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác các chị. Chào mừng quý cô bác các chị đã quay trở lại với kênh bán hàng kèm Câu Ô Tô. Câu Ô Tô có địa chỉ tại 59 An Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Số hotline và số Zalo là 0984883950 và 0945883950. Quý chị nào mà vào xem video mà chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi thì quý cô bác quý chị hãy vào đăng ký kênh, bấm thông báo và theo dõi để không bỏ lỡ những buổi livestream báo giá vào lúc 7 giờ buổi tối tất cả các ngày trong tuần, cũng như là cập nhật những mẫu video tiếp theo khi Công lên sóng giới thiệu cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về bên Công Ô Tô nhé quý cô bác quý chị nhé. Bên Công Ô Tô thì có rất là nhiều những mẫu xe để cho toàn thể quý cô bác quý chị lựa chọn từ 50 triệu đến 700-800 triệu đồng nhé quý cô bác quý chị nhá. Rất nhiều mẫu xe từ những cái mẫu sedan như là Cerato này, K3, rồi dòng như Chevrolet hay là như Cruise này, rồi Orlando đều có các bác nhé. Toyota thì gồm có như là Innova, rồi Vios. Đó, những cái dòng xe rất là vừa tiền. Đây, Honda Civic này. Đấy, Honda City này. Rồi Cruise. Đấy ạ, rất là nhiều mẫu xe nhé quý cô bác anh chị nhá. Bên đây thì vẫn còn một con Civic 2008 nữa này. Đấy. Rồi Karen 2010. Karen 2010 số sàn này. Zinger 209 số tự động này. Đấy. Julie đời 2004 số sàn này. Đấy. Rồi Morning đời 2018 bản SI số tự động đây nhé các bác nhé. Rồi tiếp bên đây thì là một chiếc Forte 2011 số tự động nhập khẩu. Bên cạnh đây thì em cũng mới về thêm một chiếc Ford Ranger XLT số sàn bản đủ 2 cầu, sản xuất năm 2015, form mới hoàn toàn đây rồi các bác nhé. Đấy, Cruise thì chuẩn bị giao cho khách hàng rồi này. Rồi Magnus đời 2004 số tự động một chủ từ đầu. Đấy, hơn trăm tí. Rồi Spark Van phiên bản số sàn 2016 này. Ranger 2016 số tự động một cầu đây nhé quý anh chị nhé, 2016 máy dầu nhập khẩu này. Rồi EcoSport 2017, em có cả EcoSport 2018 nữa các anh nhé, số tự động bản Titanium. Laser, đây là con Lancer 2004 này, số tự động. Đấy, rồi Corolla đời 2009 số tự động này. Đấy. Rồi Zio đời 2012. Đấy, đời 2012 số tự động hatchback một đầu này. Rồi Carnivan đời 2009. Số tự động 7 chỗ ngồi nhá quý cô bác anh chị nhá. Orlando số tự động 2011 nữa này. Đấy. Đấy, rồi Forte đời 2013. Forte đời 2013 số tự động đây mới về đây nữa các bác nhé. Đấy, rất nhiều mẫu xe mới về cho toàn thể quý cô bác quý chị này. Rồi tiếp bên cạnh đây là một chiếc Accent đời 2019 bản đủ số sàn. 2019 bản đủ số sàn các bác nhé. Đấy, rồi Nissan Nivina 2010 số sàn đây nữa ạ. Orlando đời 2017 đăng ký lần đầu 2018 số lượng bản đủ này. Innova đời 2014 bản E số sàn này. Đấy, rồi tiếp bên đây là một chiếc Innova đời 2007 bản G xịn này, Jolly 2005. Đấy, Jolly 2005 phiên bản số sàn đây các bác nhé. Rồi Morning đời 2018. Đấy, Morning đời 2018 số sàn bản đủ. Và Everest đời 2011 số tự động máy dầu đây các bác nhé. Mazda 3S đời 2014 số tự động này. Đấy, số tự động này. Con bên đây thì bán rồi, con Cruise này bán rồi các bác nhé, đang chờ khách hàng đến lấy này. Mercedes 180 2002 đây ạ, số tự động này. Đấy, Ford Focus đời 2010 phiên bản số sàn động cơ 1.8 nữa các bác nhé. Đấy. Morning Van đời 2011 đăng ký lần đầu 2015 số tự động nhập khẩu đây. Đấy. Rồi Avante đời 2012 bản 2.0 số tự động đây nhé quý cô bác anh chị nhé. Kia Rio đời 2016 phiên bản số sàn nhập khẩu động cơ 1.4 này. Vios G 2011 số tự động động cơ 1.5 đây nhé các bác nhé. Tiếp bên cạnh đây là một chiếc Lacetti SE 2010 số sàn nhập khẩu màu đen đẹp đấy ạ, biển Bắc Giang các bác nhé. Và đây là một chiếc Kia Morning 2012 đây các bác nhé, phiên bản số sàn. Giá bán chiếc xe này chỉ hơn 100 một tí thôi, cho các bác tập đi tập lái con này thì yên tâm luôn rồi. Đấy, giá rẻ cho các bác đây ạ. Bên ngoài đây thì là một chiếc Civic 2009 số tự động nhé các bác nhé. Đó. Các bác vào xem video mà ưng mẫu xe nào có thể liên hệ trực tiếp với Công Ô Tô qua số hotline và số Zalo. Bác nào chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi thì các bác hãy vào đăng ký kênh nhé các bác nhé.
để không bỏ lỡ những video mới nhất khi Komoto cập nhật những mẫu xe mới về bên Komoto, cũng như là khung giờ phát sóng livestream vào 7 giờ buổi tối này. Innova 2019 nha các anh nhé, bản E số sàn này. Đấy. Rồi Lasetti SE 2010 tư nhân một chủ từ đầu đây các anh nhé. Tiếp bên cạnh đây là một chiếc Suzuki Alto 2009 đăng ký lần đầu 2011, số rộng nhập khẩu. Cruise 2011 phiên bản số sàn đây nữa các anh nhé. Đấy ạ. Đấy. Rồi Morning. Đấy, chiếc Morning này thì là chiếc Morning 2017 các bác nhé, có màn hình đầy đủ rồi, động cơ 1.2 đây. Đấy. Rồi bên cạnh đây là một chiếc Kia Carens sản xuất năm 2009 này, phiên bản số tự động, động cơ 2.0 nhé các bác nhé, có cam hành trình, cam lùi đủ rồi. Orlando này là sản xuất năm 2012, số tự động, động cơ 1.8 này, có trang bị cam hành trình, cam lùi, 7 chỗ ngồi, ghế da zin các bác nhé. Ford Ranger đời 2009 phiên bản số sàn 2 cầu, máy dầu nhập khẩu, động cơ 2.5 đây nữa. Đấy, rồi bên đây thì một chiếc Avante nữa này. Đấy, 2011. Bên đây là một chiếc Gentra đời 2009 tư nhân không dịch vụ. Đấy các bác nhé, số sàn. Và bên cạnh đây là một chiếc Captiva đời 2008 phiên bản số sàn bản đủ. Đấy, đây ạ, tư nhân một chủ từ đầu các bác nhé. Bên cạnh đây là một chiếc Ford EcoSport sản xuất năm 2018, lên form mới hoàn toàn luôn rồi. Đấy. Vừa rồi thì em đã quay nhanh một đoạn video để cho toàn thể quý cô bác quý chị có thể là nắm sơ qua những cái mẫu xe bên em đang chào bán, còn rất là nhiều nha các anh nhé. Xe anh em đang đi công vụ này, cũng như là đang mang đi dọn. Đây là gần như chưa đủ đâu các bác ạ, với được có 2 phần xe thôi. Quý cô bác quý chị nào mà chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi, các bác hãy vào đăng ký kênh nhé các bác nhé. Hãy vào đăng ký kênh, bấm hình quả chuông, bật thông báo, bấm thích trang để không bỏ lỡ những video mới nhất, cập nhật những cái đầu xe mới về bên Komoto, cũng như là những cái khung giờ phát sóng livestream của em Công vào buổi tối lúc 7 giờ buổi tối tất cả các ngày trong tuần cho quý anh chị nhé. Số hotline và số Zalo của em Công là 0984 883 980. Các bác vào xem live thì hãy ủng hộ Komoto và chia sẻ lên trang cá nhân hội nhóm của toàn thể quý cô bác quý chị nhé. Cảm ơn toàn thể quý cô bác quý chị trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Komoto. Hẹn gặp lại quý cô bác quý chị vào những video mới nhất, cập nhật những mẫu xe về bên Komoto, cũng như là vào lúc 7 giờ buổi tối tất cả ngay trong tuần ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.